cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của mình. Hẹn các bạn vào những khung giờ livestream tiếp theo. Chào và hẹn gặp lại.
Thank you.
Thank you.
Hello, xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục đến với buổi livestream buổi tối ngày hôm nay cùng mình nhá. Các bạn thấy hay thì nhớ like ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thầy ơi, quên mấy giờ? Anh bảo mấy giờ đây nhỉ? 6 giờ. Sớm rồi, anh nằm trong kia. Ai chờ sao của em cứ bị tắt thế này nhỉ? Chắc sẽ cài đặt cái gì không? Một tiếng người ha. Ai chờ? Cài đặt OBS là cái gì không? Không ạ, cái này nó bị linh tinh rồi. Phòng gym mình mua thêm máy béo nhỉ? Ở bên dưới ấy. Thế nào? Cái chỗ đây này. Ấn cái đây. À đây á. Ấn cái máy mình cần mua. Mày không biết rồi. Ấn ấn cái mua mấy cái chạy chưa? Mua rồi mà. Đâu có cần nữa đâu. Ấn cái cái kia. Ấn vào mấy cái này. Rộng hơn. Ở đây.
Rồi chào các bạn, chơi cùng mình nha các bạn ơi.
Có hình cả con này quảng cáo ở đâu ra cái gì cái hình đấy cắt xóa video đi thôi không làm chuyện đấy xin đấy cho cái bom video đi thôi video này là xóa đi hết à? Sao không thể xóa đồng loạt được nhỉ? Có mà. Tinh phát xóa đi. Cuối cùng. Có cuối cùng nữa. Đây là tên. Mà nó loát lên đầu. Tôi buồn không biết nói cho ai. Vừa khi con đi xuống,
shop. Quá tuyệt vời. Cái này làm sao cái được? Tại thêm 400 nữa đây. Con chơi 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 gạt lẹt. Bắn lan được cái này. Bây giờ thấy ông nó cũng qua nhá. Mình bắn được mấy trăm mới đầu nó mới bắt đầu bắn. Bảy trăm mấy thì nó phải xong nó mới được ai. Này không có tí trả mới được. Bạn muốn được như thế thì tặng trả mới gì. Ta thì phải cũng được như thế. Không.
anh không nghe rõ nhưng mà nói người ta nghe thì đấy, người ta nói lại thì hả? Mà không nghe thấy thật thì quả đáng. Nhớ đấy. Tôi đi chơi không? Chơi đâu? Tám. Ừ. Sao tám? Đừng có quanh nữa là nhiều lắm. Anh thì mẹ đang là con chó đây không thì kinh nhiều cả. Có cần nhiều cái gì? Như là cái bút mình sớm. Như con ghẻ đấy. Như em kẹt cái gì vậy? Mày thấy nó sướng không? Mày thích nó không? Bình thường nó sướng mà. Chả ba chủ với lo anh đi cũng biết việc biết à. Ừ, cái đấy mà ấy. Hôm nay thích gì đi. Sướng. Người lừa cho thì thấy sướng. Ấm thế nào? Bắn như tối qua rồi nhờ. Nhiều quá. Tối qua anh đã bắn được nhiều. Tối qua tành tành bắt phải hơn là mấy cái này đi về là đặt bắn đi vào 5 phút thế lên một nghìn luôn. Nhưng tối anh bắn một máy nữa mà đúng không? Tôi bắn một thôi mà đúng không? Ừ. Một máy em không được. Đáng biết sao nhỉ? Anh đừng bắn âm ấm nhỉ. Anh có bảo là anh không bắn được đâu. Ui, quay quần đây đâu, lại chẳng lại cả. Nó bao nhiêu rồi? 8. Ê, Hồng Việt không thấy bùng nổ gì. Đủ rồi. Hả? Đưa cái API của mình. Đưa cái nốt bắn, đâu không biết. Đưa thì vẫn phải bắn nhé. Thì trừ ngày công nữa. Mình không đủ ngày công thì cũng bị đói. Má. Xin mày đấy. Con nhau này. Mà cảm giác tối bắn thế hơn nhỉ? Chiều bắn chiều kìa nó đóng hết rồi, cái bánh euro tới hết. Anh định ăn buổi sáng này, tối nữa thua. Bằng anh Giang là được không? Mẹ euro này không? Ăn đủ euro? Thì hàng rất tóc kìa. Nam rất thích hay cười và nói đau người khác chứ. Đấy, trưởng em đau hơn em vẫn cười tươi thế này, em vô lời thế này. Em có khóc đâu. Phải yếu lời lên. Đấy, em phải nói với anh Giang. Yếu lời lên. Yếu lời lên. Đúng. Cười luôn nè. Quý giá, quá sốc. Sốc gai. Sắp sửa sắp mua biệt thức rồi. Thật mày chung luôn. Bên đồng quan đó ông ta đi ở luôn rồi mà đúng không? Người yêu rồi, cũng đi
là bởi vì tao đang đợi. Đúng không? Chỉ sợ lúc mẹ nó sang thăm này. Đấy là mẹ nó. Ố, con mẹ vừa ngay. Mẹ không có tiền là con đâu. Trẻ con đi. Mẹ hôm mà đang hôm nhau ngủ 11 giờ. Đấy em nó lại chạy xuống rủ đi uống nước. Ngáo thế. Tao điện rồi ngủ ra. Thì nó lại đi uống nước. Không. Lúc lúc đầu giờ tối bảo đi ăn uống gì thì không chịu. Đứa em nó không chịu vào người yêu xuống. Thế là người yêu xuống nên chắc làm nháy hay sao ấy. Điều này luôn đúng không? Xong xong đến 11 giờ thì xuống đập cửa bông bông bông. Chị đi ra ngoài uống nước. Quay vào hỏi em anh có đi uống nước không? Không em đi. Tôi kèm phết đi ra, người yêu xuống đây gặp tôi kèm phết đấy. Người yêu xuống ở đây tôi kèm phết đấy. Đầu sao thì được đỡ được lo hết tiền kiếm ra được mà anh. Đúng rồi, mình tiêu còn chưa hết đúng không? Đúng rồi. Nhưng cái này thì mẹ chơi này cái bạn thanh niên rồi em ạ. Mình được chơi này không? Tốn kém nhưng mà có cái gì là miễn phí đâu. Đúng không ạ? Đúng. Nhưng anh đi chơi với người yêu và mất tiền từng giây từng phút. Đúng không ạ? Không. Có thì thấy thiếu, có thì thấy chán. Đời là thế. Mình bao giờ mới vào được đến cái hoàn cảnh mà cần thì có mà không cần thì thôi được nhỉ? Đơn giản thôi mà. Như nào? Chỉ cần nhiều tiền thôi. Đấy, chị em ơi. Chỉ cách nhiều tiền á? Cũng đang nghĩ. Mà chỉ cách nhiều tiền, có nhiều tiền hay gì? Rồi chào các con vợ xem like nhá. Vì nhiều tiền, nhiều các thứ rồi. Ơ? Có cái nào? Sao lại là like cái này nhỉ? Nhưng mà có cái nào bật chỗ đấy đâu. Một cái nó bị kích ra hay gì rồi không? Đây đấy. Xem lại kiểm tra lại đi. Anh ta từng cái kiểm tra lại đi. Đấy. Cô mới lên xem cái clip đến lúc này nó bị dừng lại sao? Like mà. Đúng rồi, nó một cái rồi. Cái bông hoa đấy cũng chẳng đâu. Xem trước đấy nó like cái gì. Rồi anh đi 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 để bạn mới đâu vừa ngồi chứ. Chờ bạn nó vào cái gì? Anh sửa lại. Đi tính một
phát cũng đeo 200-300 đô không kiếm bò gì. Anh phải đang đỉnh lắm. Đấy, không tiện luôn. Lười, tầm kìa. Tầm, tầm thỏa mãn nhu cầu của mình đấy. Chán thế nhỉ? Mua gì lại đi? Hero rồi. Mua con gì lại là? Làm chết đi nào. Em chỉ tiết 2 đô thôi. Vừa được 2 đô. Tất tuần anh đi. Em bắn đang bị để euro một tân. Phát đầu tiên không bị euro phát phát nào à? Có nhỉ, có. Phát đầu tiên đấy thì sẽ bao lại phát. Sẽ bao lại 10 đô á? Vâng, sẽ bao lại đô. Mày là đầu tháng không thì là phát con đấy đi.